Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến gần, chỉ còn đúng một tháng rưỡi nữa thôi thưa quý vị. Đây là thời điểm các ngành địa phương tập trung chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Đó cũng là nội dung của Gõ cửa nghề mới hôm nay. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hiện khá dồi dào. Giá cả các mặt hàng như là thịt gà, thịt heo, thịt bò nhiều khả năng sẽ được duy trì ở mức ổn định hoặc là biến động tăng nhưng không đáng kể. Nguyên nhân là do sức mua thời gian qua đã bị ảnh hưởng đáng kể và khôi phục chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, tổng đàn vật nuôi từ nay tới cuối năm vẫn duy trì khá ổn định. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công suất giết mổ tại đơn vị này nhiều tháng qua chỉ hoạt động khoảng 30% so với cùng kỳ. Lượng cầu trong thời gian gần đây dù đã tăng lên, tuy nhiên với nguồn cung dồi dào từ các tỉnh, đơn vị cho biết, những mặt hàng này từ nay tới cuối năm và tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ giữ ở mức khá ổn định. Cơ sở chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ giờ nay đến cuối năm thì kế hoạch là mỗi một ngày là khoảng 10 đến 15 tấn cho những cái tháng Tết, 15 đến 20 tấn gia cầm. Nguồn hàng thì rất là dồi dào. Chẳng hạn như là không với những cái đơn đặt hàng lớn không hạn chế số lượng, nhưng mà vấn đề là phụ thuộc vào thị trường thôi. Để chuẩn bị cho những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, đơn vị này cũng đã lên kế hoạch nguồn hàng thức ăn cho 10.000 con bò thịt tại khu giết mổ. Trong khi đó, hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức tiêu thụ sản phẩm tại cơ sở cũng đã giảm đáng kể. Hiện tại thì gần như là tất cả những lễ hội lớn, tất cả đám cưới thì hầu như là không tổ chức. Vì vậy thì cái nhu cầu mà về lượng thịt bò năm nay thì tôi nghĩ là cũng giảm xuống khá là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì giá thì ngoài thị trường thế giới thì vẫn rất là cao. Tuy nhiên thì để giảm bớt gánh nặng cho nền kinh tế cũng như là để gọi là hỗ trợ người dân trong cái cuộc sống trong cái thời điểm khó khăn này, thì chúng tôi cũng cam kết rằng là giá thì cũng sẽ không tăng tại thời điểm Tết. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, toàn tỉnh hiện có trên 6,6 triệu con gia súc gia cầm. Thời điểm này tập trung phòng chống dịch bệnh để hạn chế thiệt hại về kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành chức năng và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới. Thì đối với những người chăn nuôi thì chúng ta tăng cường cái công tác là tiêu độc khử trùng thường xuyên, tiêm phòng vaccine cho những bệnh mà thường xảy ra, rồi tăng bổ sung những cái khoáng chất vitamin và những cái sinh học, những cái men sinh học để cho tăng cái tiêu thụ thức ăn và tăng cường sức đề kháng của gia súc gia cầm. Mặt khác là chọn giống thì chúng ta phải chọn những giống những nơi có uy tín, có thương hiệu rõ ràng thì chúng ta mới bắt về, mà trong quá trình nuôi thì chúng ta cũng cách ly sau một thời gian mới cho nhập đàn. Theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo nguồn cung đàn heo, gà, chăn nuôi đại gia súc cuối năm tiếp tục tăng. Trong đó, tính đến tháng 10, tổng đàn heo cả nước tăng khoảng 5% so với cùng kỳ và đạt trên 28 triệu con. Đàn gia cầm đạt trên 523 triệu con, tăng 4,4%. Đàn trâu bò giữ ổn định ở mức trên 8,6 triệu con. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh trên người và trên đàn vật nuôi sẽ là yếu tố quan trọng nhằm ổn định nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm. Là cái an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh là phải đảm bảo và phải được duy trì. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng ta có thể đảm bảo được cái phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trên cạn và đáp ứng được cái nhu cầu thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Theo nhận định từ chuyên gia nông nghiệp, từ nay đến cuối năm, giá các sản phẩm chăn nuôi sẽ giữ ở mức khá ổn định. Riêng đối với mặt hàng thịt heo, được dự báo là có khả năng tăng giá nhẹ.